Những đại án khiến loạt cán bộ đại gia ở thành phố Hồ Chí Minh nhúng chàm, phải từ bỏ cả gia đình sự nghiệp vì lòng tham vô đáy, dùng tiền qua mặt pháp luật. Thưa quý vị, năm 2024 với nhiều đại án kinh tế tham nhũng liên quan loạt quan chức đại gia tại thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử. 1. Vụ án Vạn Thịnh Phát. Cuối năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan sinh năm 1956 về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm nắm giữ gần tuyệt đối số lượng cổ phần của ngân hàng SCB từ 85 đến 91,5% cổ phần. Từ đó, bị can này thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Bị can Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm thực hiện một chuỗi hành vi gồm tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng SCB, chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu, thành lập sử dụng hàng ngàn công ty ma, thuê nhiều cá nhân, cấu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm, thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ ngân hàng SCB, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu để che giấu sai phạm, mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ. Từ đó, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Trong đó, nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn lên tới 304.000 tỷ đồng. 2. Vụ án tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Ngày 1 tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ vi phạm đấu thầu tham ô hơn 102 tỷ đồng xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức giai đoạn 2016-2020. Theo đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức bị tuyên phạt 16 năm tù về tội tham ô tài sản, từ 5 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù. Hồ sơ thể hiện từ năm 2016 đến năm 2020, bị cáo Nguyễn Minh Quân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc có trách nhiệm quản lý Bệnh viện Thành phố Thủ Đức để chỉ đạo bị cáo Nguyễn Văn Lợi thành lập, sử dụng các công ty sân sau, ký hợp đồng khống, mua bán lòng vòng, nâng giá cả máy móc, thiết bị y tế. Sau đó, bị cáo Quân chỉ đạo bị cáo Lợi lập hồ sơ tham gia đấu thầu vào Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, bị cáo Quân chỉ đạo gây sức ép với nhân viên dưới quyền, thông đồng với bị cáo Lợi để công ty dân sau trúng 27 gói thầu. Khi Bệnh viện Thành phố Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, bị cáo Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cho bị cáo Quân. Cấp xét xử sơ thẩm kết luận số tiền bị cáo Quân chiếm đoạt là 102,52 tỷ đồng. 3. Vụ án tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Phan Minh Tân, cựu giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cùng 5 đồng phạm gây ra sai phạm tại Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bị cáo Phan Minh Tân phạm tội với vai trò chính, lãnh án 5 năm tù giam về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, buộc bồi thường 6,9 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. 4. Vụ án bệnh viện mắt. Sau 4 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ sai phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 8 bị cáo bị đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Minh Khải, giám đốc bệnh viện là chủ mưu. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo không hưởng lợi trong vụ này. Vụ án xảy ra vào năm 2018 khi Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh được giao tổ chức đấu thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, bị cáo Khải can thiệp bất hợp pháp vào công việc của hội đồng đánh giá hàng mẫu, chỉ đạo đánh giá không đạt đối với phần kỹ thuật của nhà thầu Codufa. Từ đó, Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh không chọn nhà thầu có giá trị thấp nhất trong số các công ty dự thầu cùng đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu là vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu. 7 bị cáo còn lại phạm tội đồng phạm giúp sức trong vụ án, lệ thuộc vào sự chỉ đạo của cấp trên. Các bị cáo thừa nhận trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu. Hội đồng xét xử tuyên 8 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Lò tiếp tục cháy, bắt khẩn cấp viện trưởng và phó viện trưởng viện pháp y. Quý vị thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn người thầy thuốc vừa phải có đạo đức vừa phải có tài. Vì vậy, đội ngũ thầy thuốc về chuyên môn cần thường xuyên học tập nghiên cứu để luôn luôn tiến bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Về chính trị cần trau dồi tư tưởng và đạo đức của người cán bộ trong chế độ dân chủ như yêu nước, yêu dân, yêu nghề, thi đua học tập, thi đua công tác. Thế nhưng khi cuộc sống vật chất ngày càng được chú trọng thì một bộ phận những cán bộ ngành y đã bị tha hóa, biến chất,
liên quan đến việc giám định sức khỏe bệnh nhân để điều tra làm rõ một số hồ sơ có liên quan đến kết quả giám định điều trị những bệnh nhân liên quan đến các vụ án. Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt thêm hai bác sĩ Lê Văn Hùng, viện trưởng, và bác sĩ Nguyễn Thành Công, phó viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Cảnh sát cũng đã thực hiện việc khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bác sĩ Lê Văn Hùng và Nguyễn Thành Công. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã bắt và triệu tập một số bác sĩ như bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trưởng khoa điều trị bắt buộc Nam 1, bác sĩ Hà Ngọc Khánh, bác sĩ điều trị khoa điều trị bắt buộc Nam 1, bác sĩ Nguyễn Thị Huyên, trưởng khoa điều trị bắt buộc Nam 4, bác sĩ Phạm Văn Thắng, phó trưởng khoa điều trị bắt buộc Nam 4. Trước đó, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cũng đã bắt ông Bùi Thế Hùng, nguyên viện trưởng viện này, đồng thời bắt các bác sĩ Phạm Văn Thắng, phó trưởng khoa điều trị Nam 4, và bà Lâm Thị Ánh Hồng, điều dưỡng trưởng khoa giám định, bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trưởng khoa điều trị bắt buộc trong nhóm nghiện chất, và bác sĩ Hà Ngọc Khánh, thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong nhiều ngày, Cục Cảnh sát Hình sự đã triệu tập nhiều bác sĩ ở viện để làm việc. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập bà Lý Thị Hoài Nam, trưởng khoa điều trị theo yêu cầu, ông Nguyễn Văn Thành, phó trưởng khoa phụ trách khoa điều trị bắt buộc nữ tổng hợp, và ông Nguyễn Thành Quang, nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp kiêm trưởng khoa giám định. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ một số bác sĩ có liên quan đến việc giám định sức khỏe bệnh nhân để điều tra làm rõ một số hồ sơ có liên quan đến kết quả giám định điều trị những bệnh nhân liên quan đến các vụ án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng để điều tra vụ án. Có thể thấy rằng nhờ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và những điều tra của Bộ Công an trong thời gian vừa qua đã giúp cho Đảng và Nhà nước rất nhiều, không bỏ lọt những đối tượng phạm tội, đặc biệt là những đối tượng có trình độ văn hóa cao, đều là những cán bộ, đảng viên. Đáng lẽ ra, chính họ phải là những đối tượng làm gương cho người khác. Trước đây, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng từng nói, chúng tôi chưa bắt các đối tượng nào vừa qua mà lại không nhận tiền cả. Vì thế, ở đâu đó có ý kiến cho rằng giờ xử lý quá, cán bộ sợ, không dám làm là không phải. Họ không phải làm trái, không phải lợi dụng chức vụ quyền hạn mà là nhận hối lộ, ăn hối lộ. Việc đó xử lý, nhân dân rất đồng tình. Mới đây, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu ngành tòa án tập trung nâng cao chất lượng xét xử, tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Chúng tôi và cả quý vị hãy cùng theo dõi tiếp tục diễn biến của vụ án này. Nóng rực, rộ tên Hồ Duy Hải đã lên tiếng chịu án thay con giám đốc công an tỉnh. Tổng Trọng tức đỏ mặt nhận đơn kêu oan và trần kế hiểm của tòa án. Thưa quý vị, vụ án Hồ Duy Hải gây rúng động cả nước nhưng lạ thay đã 14 năm trôi qua vẫn chưa xét xử. Đặc biệt, Hải khai đến tận 25 lần và đòi xử án nhanh cho xong. Tuy nhiên, dấu vân tay, điều kiên định để xác định thủ phạm ở hiện trường thì không có cái nào của Hải. Cơ quan điều tra đã thất trách bởi loạt sai phạm tự đi mua tang vật, tự tạo hiện trường, thế nhưng vẫn tuyên án. Đáng nói có thể hung thủ đang là một ai đó, vẫn nhẫn nhơ. Và khắp các trang mạng đang đồn ầm lên, Hải đã khóc rớt tòa nói thủ phạm là con của một giám đốc công an tỉnh. Không phải tự dưng mà người mẹ 12 năm nằm đắng bỏ tất cả cùng 2.000 lá đơn đi kêu oan cho con trai. Người em không lấy chồng để đòi công lý cho anh và bị luật sư thấy bất bình cũng hỗ trợ kêu oan. Thế là ba mảnh đời gửi đơn lên tổng bí thư. Liệu kỳ này bác Trọng có trực tiếp ra mặt để xử cho xong vụ án kéo dài hàng chục năm này không? Cùng chúng tôi và Trần nhiều quẩn khúc ngay sau đây. Sở dĩ người dân bàn tán rất nhiều về vụ án Hồ Duy Hải, cộng đồng quốc tế cũng quan tâm đến vụ án này vì Hải bị tuyên ở mức án cao nhất là tịch khung, mà bằng cứ để kết tội lại rất vu vơ, không có sức thuyết phục. Đặc biệt là trong hiện trường vụ án có rất nhiều dấu vân tay, nhưng lại tuyệt nhiên không có một dấu vân tay nào của Hải. Theo hồ sơ vụ án, vào sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, người dân phát hiện hai nữ nhân viên của bưu điện Cầu Voi bị qua đời tại nơi làm việc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đã thẩm tra xét hỏi nhiều người có quan hệ tình cảm quen biết với hai nạn nhân, trong đó có Nguyễn Hữu Nghị, bạn trai của một trong hai nạn nhân, và Nguyễn Mi Son. Hai tháng sau, Hồ Duy Hải bị bắt và bị kết luận là thủ phạm. Cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án kịch khung đối với Hồ Duy Hải về tội giết người, cướp tài sản. Nhiều năm dòng vẫn chưa tìm ra chứng cứ thật, thì mới đây một luật sư giấu tên đã có những tiết lộ và mở ra một cánh cửa đến thủ phạm. Cùng xem toàn bộ chân tướng sau đây. Cơ quan tố tụng đã lý giải hiện trường không có dấu vân tay của Hải vì Hải đã rửa tay. Tăng vật của Hải cũng đã được rửa sạch và giấu sau tấm bảng áp sát vào tường. Đây là các lý giải rất thiếu bằng chứng. Và ngay cả trẻ con cũng không tin được. Trước hết xét về tâm lý tội phạm, không thủ phạm nào mà tiến đến hai người, cách hành động còn hơn cả phim mà lại có được sự bình tĩnh như thế. Tâm lý chung của tội phạm khi gây án xong thường là hoảng loạn, tìm mọi cách rút ngay khỏi hiện trường,
sau đó là chạy trốn, nghe ngóng động tĩnh đã rồi mới xuất hiện trở lại. Chứ không người gây án nào lại cẩn thận đem bằng chứng đi rửa, rồi giấu ở sau tấm bảng ngay trong hiện trường. Chỉ cần có dấu vân tay của Hải cũng đã đủ kết tội, và mẹ Hải sẽ không còn kêu oan được cho con nữa. Nhưng hiện trường không có dấu vân tay nào trùng với dấu vân tay của Hải, mà mấu chốt của vụ án này chính là dấu vân tay. Và mắt khóa để giải được vụ án rất đơn giản mà lại thành phức tạp này cũng là dấu vân tay. Công luận sôi sục vì người xét xử không căn cứ vào bằng chứng mà chỉ dựa vào lời khai của nghi can. Phiên trả lời chất vấn của ông chánh án trong Quốc hội đã làm người dân chưa hài lòng. Người ta cần ông đưa ra bằng cớ phải có oan hay không thì ông lại chỉ lặp lại cách biện giải rất thành thật của cơ quan điều tra Long An. Ngay câu trước câu sau đã mất nhất. Ông còn nói Hải đã có 25 lời nhận tội thì xin thưa ông nén từng có 50 lời nhận tội mà ông ấy vẫn oan đấy. 25 chứ 2 vạn 5 ngàn lời nhận tội thì cũng vô nghĩa nếu không có bằng chứng xác thực. Chính ông cũng đã nói, sao không xử cho xong Hồ Duy Hải đi? Để lâu quá rồi mà chẳng thấy xin nghe gì. Để Hải là còn phức tạp, còn mất ổn định chính trị ở địa phương, xử án không có bằng cớ mà lại mong ổn định chính trị ư? Có thể nói này, không có dấu vân tay nào ở hiện trường trùng với 10 dấu vân tay của Hải thì Hải hoàn toàn ngoại phạm. Ta có thể gạt Hải sang bên để tìm ngay những người có dấu vân tay trùng với dấu vân tay trên người nạn nhân và trong hiện trường. Người nào có dấu vân tay trùng khớp với những dấu vân tay ấy thì đó chính là nghi phạm. Vậy ai đã cho phép tự tạo hiện trường, tự đi mua đồ với tinh để biến thành tam vật để chuyên án? Một nam nhân chứng đã từng được cơ quan điều tra lấy lời khai có ký vào biên bản vào thời điểm đó, Hồ Duy Hải vừa bị bắt. Ông này khẳng định khi đó đã khai có giấy Hồ Duy Hải tại đám tam. Thế nhưng trong quyết định giám đốc thẩm, hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao lại xác định rằng Hải khai không đúng, là bất thường so với lời khai của nhân chứng này. Luật sư Phong nhấn mạnh, trong vụ án này nhiều tài liệu lời khai nhân chứng bị sửa. Cụ thể, lời khai của nhân chứng Lê Thị Thu Hiếu bị chỉnh sửa, lời khai của nhân chứng Vinh Vũ Thường bị chỉnh sửa. Trong bản cáo trạng viết, nhân chứng Vinh Vũ Thường phát hiện thấy Hồ Duy Hải ngồi trong bưu điện tại thời điểm gây án. Với tình tiết này cho thấy đây là nhân chứng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định thủ phạm là ai. Thế nhưng khi xét xử, tòa án đã không triệu tập nhân chứng này tham gia phiên tòa. Trong khi đó, biên bản ghi lời khai, nhân chứng Thường chỉ khai nhìn thấy một thanh niên và không thể nhận diện được. Người từng là nghi phạm Hồ Duy Hải có thật đã ra nước ngoài. Sau khi hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao bác kháng nghị của viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về vụ án Hồ Duy Hải, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó không ít ý kiến nghi ngờ về vai trò trách nhiệm của một trong hai người có liên quan đến vụ án là Nguyễn Văn Nghị, bạn trai của một trong hai nạn nhân. Vì sao lời khai của Nghị không được đưa vào hồ sơ điều tra? Thậm chí có nguồn tin thất thiệt cho rằng hiện Nghị đã định cư ở nước ngoài. Theo thông tin đăng tải trên báo chí, nhân vật Nguyễn Văn Nghị cư trú tại xã Sơn Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, suốt cả ngày 14 tháng 5, chúng tôi đến xã Tân Hội tìm kiếm, nhưng người dân đều khẳng định không hề có người nào có tên tuổi như vậy. Nhiều người dân trong xã thắc mắc, nếu trong xã có người thanh niên tên Nghị bị công an câu lưu liên quan đến vụ án chấn động này, thì người dân trong xã biết ngay, bởi vùng quê không giấu được. Có lẽ những thắc mắc này chỉ dừng lại khi hung thủ thật sự lộ diện, hoặc cơ quan điều tra phải lật lại toàn bộ hồ sơ để điều tra lại từ đầu. Mọi nghi vấn đến nay cũng chỉ là giả thuyết, chưa ai chắc chắn được điều gì. Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng, sư Minh Tuệ không phải tu sĩ nhà Phật, tất cả đừng nên u mê nữa, đừng làm xấu hình ảnh nhà tu. Thưa quý vị, hiện tượng sư Minh Tuệ, một vị khất sĩ đang gây sốt cộng đồng mạng thời gian qua đang rất được lòng và sự tôn kính của người dân Phật tử. Tuy nhiên, với lối tu theo khổ hạnh, hạnh đầu đà, ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, mặc áo vá, tối ngủ ở gốc cây, nghĩa địa, nhà hoang, đã làm phật lòng nhiều ông sư ngồi mát ăn bát vàng ở chùa cao cổng trọng. Đáng nói hơn là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng cho rằng người được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, cụ thể như sau. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn bản số 151 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Thông báo nêu rõ trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương, đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông. Cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip, gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội, tất cả đừng u mê. Theo thông báo,
Người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận ảnh hưởng đến uy tín Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ. Với những khẳng định trên, dù đúng theo pháp luật và luật riêng của Giáo hội Phật giáo có người đứng đầu nhưng đã gây phản ứng mạnh đối với quần chúng nhân dân đang mến mộ, sùng bái thầy Minh Tuệ đang được ví như Phật sống. Đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới. Tôi không thích dùng từ nổi tiếng đối với một bậc tu hành và có sức lan tỏa rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó là rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau, kính phục, ngưỡng mộ có, chê bai có, muôn nẻo trần ai. Nhưng may thay, những người nghĩ tiêu cực về ông vẫn là thiểu số. Sư Minh Tuệ tu theo pháp khổ hạnh đầu đà, một số nhìn vào hành trang và y áo của ông mà chỉ trích. Nào là ông tự làm khổ, nào là thiếu trí tuệ, không theo con đường trung đạo mà Đức Phật khuyến khích. Nhưng những người chỉ trích ông đâu biết rằng sư Minh Tuệ đang thực hành theo đúng chánh pháp. Ông làm theo những lời dạy trong kinh Nguyên Thủy, đó là từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, một lối sống trong sạch, thanh tịnh, minh triết, buông xả tất cả, thiểu dục, tri túc. Người ta nhầm lẫn khổ hạnh đầu đà là cách tu khổ hạnh trong 6 năm đầu của Đức Phật đi cầu đạo. Các khổ hạnh ấy là luyện thân khiến cơ thể phải chịu nhiều khổ đau, có nguồn gốc từ Bà La Môn. Như vậy, khổ hạnh đầu đà nghĩa là đó là tiền thân của con đường trung đạo và vẫn gần với nó nhất. Nhiều người lại cho rằng tu hành quan trọng ở trí tuệ chứ không phải làm khổ cái thân, nhưng họ nhầm lẫn giữa trí tuệ thế gian với trí tuệ Phật. Trí tuệ thế gian là khả năng nhận thức của con người, có từ di truyền và học hành, trong khi trí tuệ Phật chỉ được khai mở khi người tu phải biết nghiêm trì giới luật. Có giới mới có định mới sinh tuệ, cho nên Đức Phật nói ở đâu có giới hạnh, ở đó có trí tuệ và ngược lại. Thực hành hạnh đầu đà cốt lõi là để chấm dứt mọi phiền não trần cấu, vì ở pháp hành này giúp hành giả có thể hộ trì các căn, không bị chi phối bởi hoàn cảnh, dần đoạn diệt tham sân si. Đó là lý do vì sao người tu chỉ ăn ngày một bữa, giảm cái tham ăn, ngủ ngồi, giảm cái tham ngủ, vì nằm sẽ dễ ngủ say, ly bì. Mặc ba y, thực chất là một bộ, nhu cầu tối thiểu, giảm sự lệ thuộc, tham ái vào y phục. Một số người lại chỉ trích, hạnh đầu đà sao không sống độc cư ở trong rừng mà cứ đi lang thang khắp cả nước làm gì? Thưa rằng thời này tìm rừng ở Việt Nam như thời Đức Phật tại thế là không thể, và sư cũng từng có thời gian ẩn tu trên núi Sạn. Vậy tại sao ông quyết định chọn lựa cách bộ hành đi khắp đất nước? Như ông trả lời, đó là đi tập học và rèn luyện sức khỏe. Thực ra nếu hiểu sâu thì ông đang thực hành đúng chánh pháp Như Lai, vì đi như vậy là cách để ông chánh niệm thân, thọ, tâm, pháp. Vì phải sống trong khổ, biết khổ, chứng nghiệm khổ thì mới hiểu rõ nguyên nhân của khổ, khi đó khổ sẽ tự chấm dứt, chứ không phải mong thoát khổ để được lạc. Cho nên, ông tu khổ hạnh như vậy có cần cái gọi là giấy phép của Giáo hội Phật giáo hay không? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người rất lo vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ví như người rất lo vĩ đại với chiến dịch chống tham nhũng trên mọi mặt trận. Trong suốt nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư đã có rất nhiều vụ việc tham nhũng được Bộ Công an truy tố gây chấn động trong và ngoài nước. Ngay lúc này hơn bao giờ hết, lò đang cháy và cháy dữ dội ngay trước thềm Đại hội Đảng. Và dĩ nhiên, người khởi xướng công cuộc đốt lò ấy là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người được nhân dân gọi là Cụ Tổng. Cụ Tổng đã nhẫn rất lâu để chờ đến một ngày thời cơ chín muồi bắt đầu công cuộc đốt lò vĩ đại của mình. Đốt lò là để tiêu diệt đám tham ô quan lại, tiêu diệt mối mọt trừ hại cho dân, làm trong sạch đội ngũ đảng. Như Tổng Bí thư đã từng tuyên bố đành thép, phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hòa, tức là phải giữ cho được cái ổn định. Lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến khái niệm đốt lò là vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công.
Và thế là lần lượt Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Trung, những cái tên từng một thời thét ra lửa, tưởng chừng bất khả xâm phạm, lần lượt được cho vào lò. Mới đây nhất là Nguyễn Đức Trung và có thể sắp tới sẽ là hàng loạt các quan chức cộm cán khác nữa, những người đang ngồi trên đống lửa vì những sai phạm của bản thân. Chẳng những chỉ đốt lò mà các công tác đối nội đối ngoại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn hoàn thành xuất sắc. Đúng là gian nan mới tỏ mặt anh hùng, chưa bao giờ cả Việt Nam nhất trí và đoàn kết như thế, chưa bao giờ dân chúng lại có niềm tin vào Đảng, vào nhà nước như thế, chưa bao giờ cảm thấy vận nước đang lên rõ ràng như thế. Để vận nước lên, để toàn dân tin tưởng, tất cả có lẽ bắt nguồn từ công cuộc đốt lò vĩ đại của cụ Tổng. Lẽ dĩ nhiên, khi cụ đốt lò luôn có người ủng hộ, cũng có kẻ hoài nghi, đặc biệt là những kẻ ở một đất nước tự do nào đó thì tự cho mình là thông thái khi cười khẩy, kích động nhân dân coi đó là hành động đốt lò của cụ Tổng, là thanh trừng đối thủ, xây bè kết cánh, triệt hạ lẫn nhau nhằm làm giảm uy tín của Đảng, của chính phủ với nhân dân ta. Nhớ năm ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến tiếp xúc cử tri quận Ba Đình trước kỳ họp Quốc hội cuối năm. Có một cử tri đột nhiên nhắc về mối lo ngại từ phía Trung Quốc và hỏi Việt Nam có chủ trương ra sao. Cụ Tổng nói, thái độ của Đảng rất dứt khoát, kiên quyết, khôn khéo, nhưng có những việc không thể nói công khai, làm sao để đất nước yên bình nhưng vẫn giữ được độc lập, chủ quyền mới là giỏi. Cụ Tổng cũng kêu gọi nhân dân cả nước cảnh giác với những quan điểm cực đoan về vấn đề Biển Đông, bởi sự kích động thù hằn sẽ gây chia rẽ giữa lãnh đạo và nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao, đây là điều rất nguy hiểm. Nước chúng ta là nước nhỏ hơn, chúng ta không sợ hãi nhưng cần có cư xử đúng mực, không thể cái gì cũng dùng bạo lực để giải quyết. Ngoài quân sự còn có cả kinh tế chính trị phù hợp, nó là biết địch biết ta. Chẳng thế mà sau khi đánh tan bè lũ xâm lược của nhà mình, Lê Lợi đã phải cấp lương thảo cho lũ bại trận rút quân về nước. Chẳng thế mà sau khi đánh tan tác 20 vạn quân Thanh xâm lược, Quang Trung phải chủ động viết thư nghị hòa cho Thế Thân sang chịu mệnh. Chẳng thế mà lãnh tụ Hồ Chí Minh đã căn dặn phái đoàn ngoại giao Việt Nam trước khi đàm phán tại Paris với Mỹ rằng Mỹ là nước lớn đứng đầu thế giới tư bản, buộc phải ngồi đàm phán, thương lượng là đã thất bại rồi. Vì thế Bác yêu cầu là không được làm Mỹ mất mặt, phải tế nhị, khéo léo, lúc cường lúc nhu thì mới gọi là đàm phán hòa bình, mới đạt kết quả, tuyệt đối không được kiêu ngạo. Và gã khổng lồ Trung Quốc ngày nay cũng thế, vừa là láng giềng, vừa là đối tác kinh tế song phương bậc nhất. Việc mềm mỏng khôn khéo giữ mối quan hệ ngoại giao, tránh các xung đột không cần thiết là ưu tiên hàng đầu trong công tác ngoại giao. Tuy nhiên, khi cần cương quyết, chúng ta luôn cương quyết. Chẳng thế mà cụ Tổng đã từng khẳng định, tất cả phải vì lợi ích quốc gia dân tộc, Việt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng trước những vấn đề thuộc về chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Những quyết sách ngoại giao đúng đắn của Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chủ tịch hay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thể hiện cái tầm của những vĩ nhân. Đây là sự đúc rút kinh nghiệm ứng xử ngoại giao đầy chất văn hóa trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây cũng chính là sự thông hiểu và nắm bắt các tinh hoa văn hóa Đông Tây trong việc theo đuổi những mục tiêu đối ngoại của Việt Nam. Đúng là vận nước đang lên, những điều vĩ đại luôn bắt nguồn từ những con người giản dị, những người cộng sản hy sinh trọn đời vì lý tưởng cao đẹp, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc. Người học trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy là người đứng đầu một nước, Tổng Bí thư vẫn khiêm tốn và giản dị như thế. Và nếu có trí tuệ, chúng ta thừa hiểu, nếu chỉ có may mắn, chắc cụ không được Đảng và Nhà nước bầu vào các chức vụ quan trọng như thế. Quan trọng nhất vẫn chính là từ sự cố gắng học tập, phấn đấu và cống hiến của một nhân cách lớn, trí tuệ lớn. Siêu anh hùng có thể một mình cân cả thế giới chỉ có trong phim ảnh, nhưng ở ngoài đời luôn có những người hùng có thể kết nối sức mạnh của cả dân tộc, một đất nước, sẽ làm được những điều mà siêu anh hùng chưa chắc đã làm nổi. Xin trích lại lời của cụ, không phải chỉ Đảng làm mà phải luật pháp hóa, thể chế hóa, cả hệ thống chính trị, toàn dân làm mới thành công được. Việt Nam chúng ta nhất định làm được, trong cuộc chiến chống Covid-19 nói riêng hay trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, Việt Nam cũng sẽ thắng. Chúc cho cụ Tổng ngày thêm sức khỏe, trí tuệ minh mẫn để tiếp tục con đường đốt lò vĩ đại. Nóng rực, từ nay vợ chồng đi xe máy của nhau cần phải đem theo 3 thứ này. Ai không biết sẽ bị phạt tới 4 triệu đồng. Thưa quý vị, đi xe không chính chủ cần mang giấy tờ gì đang là câu hỏi được nhiều người tham gia giao thông quan tâm trong thời gian gần đây, kể từ khi thông tư 24 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Nhiều người thắc mắc, vậy chồng đi xe của vợ đi xe của chồng, con đi xe của cha mẹ, bạn bè mượn xe đi thì có bị phạt không? Liên quan thắc mắc này, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có những thông tin giải đáp và tuyên truyền cho người tham gia giao thông. Theo đó, công an chỉ xử phạt lỗi không sang tên xe theo quy định trong trường hợp thông qua điều tra, giải quyết tai nạn giao thông và qua công tác đăng ký xe. Do vậy, trường hợp đi xe không đứng tên mình trên giấy đăng ký, có thể là chồng đi xe của vợ đi xe của chồng, con đi xe cha mẹ,
đi xe của bạn bè, đi xe người quen đều không liên quan đến lỗi không sang tên xe theo quy định. Khi người dân chạy xe đứng tên người khác tham gia giao thông mà bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ, thì chỉ cần xuất trình các loại giấy tờ sau. Giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người dân khi mua xe, cho hoặc biếu tặng, người dân phải làm thủ tục đăng ký sang tên xe trong vòng 30 ngày kể từ khi được chuyển giao xe. Trong trường hợp người dân không sang tên đổi chủ phương tiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính quy định theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau. Đối với chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình, theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với cá nhân và từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng đối với tổ chức. Đối với chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình, theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng khi người vi phạm là cá nhân và từ 4 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức. Xe không chính chủ bị mất giấy tờ làm lại thế nào? Trên thực tế, rất nhiều trường hợp người mua xe máy tại các cửa hàng xe cũ chỉ được giao giấy đăng ký xe đứng tên chủ gốc và giấy bán xe đóng dấu của cửa hàng hoặc giấy bán xe viết tay của một chủ khác, tức xe đã mua bán qua nhiều đời không còn chính chủ, không có giấy tờ mua bán qua công chứng. Do đó, khi bị mất giấy đăng ký xe thì không thể làm lại được, xe đang sử dụng trở thành xe không có giấy tờ. Trả lời phóng viên VTC News về thực trạng này, luật sư Trần Văn Huy, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín nhận định, các trường hợp về mua xe máy cũ có giấy tờ viết tay, giấy đăng ký xe nhưng chưa sang tên tạo bất cập trong việc thông hành khi tham gia giao thông đường bộ. Chưa kể sự cố mất giấy tờ xe chưa sang tên tạo ra nhiều phiền toái cho người dân bởi thủ tục thực hiện khó hơn bình thường. Và để đảm bảo quyền lợi cho người mua xe qua nhiều đời chủ mà bị thiếu giấy tờ mua bán xe hoặc mất giấy đăng ký xe được sang tên chính chủ của mình, đơn giản hóa thủ tục đăng ký sang tên xe, Bộ Công an ban hành thông tư 24/2023 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, ông Huy nói. Nóng, những trường hợp sau đây cần đổi gấp thẻ bảo hiểm y tế trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, càng giữ càng thiệt thòi. Bất ngờ khi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng. Thưa quý vị, thẻ bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cung cấp cho người dân. Khi tham gia bảo hiểm y tế, người dân được nhận nhiều chính sách đãi ngộ, nhất là khi bị đau ốm, tai nạn, suy giảm về sức khỏe. Đặc biệt, thẻ bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục thì quyền lợi càng được tăng cao, hưởng đủ 100% theo quy định. Và theo quy định năm 2024, những trường hợp sau đây cần đi cấp đổi lại thẻ bảo hiểm y tế để tránh mất quyền lợi của mình. Những trường hợp mà thẻ bảo hiểm y tế bị rách nát hoặc hỏng cần cấp đổi lại. Những trường hợp người tham gia thay đổi nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu cần cấp đổi lại thẻ bảo hiểm y tế. Những trường hợp thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế không đúng cần phải cấp đổi lại thẻ bảo hiểm y tế. Hướng dẫn làm thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế mới. Bạn có thể thực hiện thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc làm thủ tục đổi lại thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, về cơ bản quy trình đổi thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện như sau. Bước 1, chuẩn bị hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 9 Luật Bảo hiểm y tế 2008 và khoản 4 điều 27 Quy định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2017, hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế gồm: đối với người tham gia bảo hiểm y tế cần chuẩn bị đơn đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế cũ, tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu. Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn thì bổ sung giấy tờ chứng minh, nếu có, theo phụ lục 03, còn được quy định tại thủ tục hành chính thay thế ban hành kèm theo quyết định số 772/QĐ-BHXH ngày 15 tháng 6 năm 2018. Bước 2. Nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thông qua người sử dụng lao động thì nộp cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động sẽ thay người lao động làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bước 3. Giải quyết thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế. Sau khi nộp hồ sơ, người đổi thẻ bảo hiểm y tế sẽ nhận được một giấy hẹn trả kết quả đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu số 4, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ban hành ngày 17 tháng 1 năm 2018. Thời hạn giải quyết thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế trong vòng 5 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được hồ sơ hợp lệ.
cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho người tham gia trong thời hạn quy định. Vì sao thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng? Được biết, từ ngày 1 tháng 8 năm 2017 đến nay, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai việc cấp mới, đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày và không ghi thời điểm hết hạn sử dụng đến ngày. Qua nhiều năm triển khai thực hiện, thay đổi này đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với giai đoạn chuyển đổi số hiện nay và được hầu hết người tham gia hưởng ứng, cụ thể như sau. Thẻ bảo hiểm y tế không ghi hạn sử dụng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế mà còn tạo thuận lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế lâu dài, không phải mất thời gian làm thủ tục chờ đổi thẻ bảo hiểm y tế hàng năm như trước. Theo đó, đảm bảo đầy đủ kịp thời quyền lợi bảo hiểm y tế của người hưởng khi cần có thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh.